Lo anh em. Nay mình quay cho anh em một cái vấn đề. Chủ xe thì ở quận 9 ha. Thì xe này mới dặm sườn lốc máy rồi bên mình. Rất là đẹp ha. Xe chơi quá trời, đã thiệt. Nhưng mà canh với dàn bánh chưa có chuẩn bị lệch. Nào rảnh thì ảnh lên mình canh lại. Rất là nhiều trường hợp đó ha, người ta không để ý thì không thấy. Đây, với lại tình trạng của con BM này. BM này đi bố xịn ha, bố Akosato ha. Thì nó có cái tình trạng như vậy. Một nửa thì nó rất là dày, một nửa thì nó mòn. Nó mòn hết bố rồi nè à. Đó, mòn hết bố. Và có miếng thì nó tới lát sắt luôn. Đây đây, tại sao tình trạng này xảy ra ha, là do cái bít tông nó đẩy ra không đều, cho nên là nguyên một bộ bố thắng nó còn vậy cui hết. Nó chỉ có hai miếng này, nguyên bộ bố thắng nó vậy cui luôn à. Đây là 8 miếng bố thắng trước của heo BM, nó có 8 miếng. 8 miếng có nghĩa là 8 bít tông, thì nó chỉ có hai bít tông nó chồi ra thôi, bởi vì nó mòn nguyên con heo. Thắng có hai cái miếng bố này nó ép thôi đó, thì bởi vì nó mới mòn như vậy nè đó. Còn cái này nó không mòn, thì mình sàng qua sàng lại thì mình thay một bộ bố trước thôi, là một bộ bố cho con heo này thôi, tại vì cái này hết rồi, còn giữ lại một bộ này lại cho khách, tại nó còn dày quá đó. Thì cho nên là sẽ heo trước á, nó sẽ có hai con, một con bên mình không có bán Acos, mình chỉ bán SBS, thì một heo sẽ xài SBS còn một heo xài Acos cũng không sao cả. Cái này bố xịn giữ lại cho bố cho khách xài. Heo sao nó mòn bố không em? Thay bố sâu em ơi, bố cháy chịu không nổi. Anh em để ý nha, cái này cũng là Acos Santo nè, nhưng mà cái cấp bố này không có dùng cho con xe này được. Bố này là bố non ABS, là không có xài cho ABS này, nó cháy hết nè, nó bằng sơn nè. Anh em phải xài cái cấp bố Sinter trở lên ha, là bố vàng á. Bố trước bố sau này chịu không nổi đâu. Chịu không nổi thì anh em sẽ biết là nhìn nè. Anh em nhìn nè, bố nó xước hết, nó màu không đều nè, thấy không? Rảnh hết nè. Thì chắc chắn cái dĩa nó không rảnh, mình chưa coi nhưng mà chắc chắn là nó rảnh. Đây, nó rảnh hết nè. Nó mòn không đều bằng. Anh em nhìn bánh trước nè, cùng một loại bố. Cùng một hãng bố nhưng mà cấp độ khác nhau, nó sẽ ảnh hưởng vô cái dĩa. Đây. Nằm quanh. Nè. Hơn trước nó bằng trang nè. Ha. Cái dấu này là cái dấu thắng thôi chứ thật sự nó bằng trang, nó không có bị giỡn. Anh em nhìn thì nghe nè. Anh em thấy là nó không bị giỡn. Còn cái bố sao nữa nó giận hết, tại vì cái cấp bố nó không thể nào dùng cho con xe này được. Cái lực, cái gia tốc của con xe này lớn, cái độ hãm phanh cũng lớn. Nó cái dĩa này, dĩa Rambo thì đừng có nói là do dĩa nó dởm ha. Đó là do cái cấp bố nó không phù hợp với cái dòng xe này. Mâm quanh hả? Kiểm tra lọc đạn chưa? Ừ, mâm nhảy rồi. Mâm nhảy rồi. Coi bật đạn coi thử chưa? Thay à? Con này mà mâm sau rồi anh, mâm sau nó nhảy. Ủa cái bật đạn xe này có thay không ta? Không, bật đạn xe đó có thay không? Mới tin rồi. Vậy là đợt trước có thể là nó bị bật đạn đó, nó giận trong giận ra, nó giận từ cái đùm nó giận ra luôn. Đọc thiệt chứ em vô số cho chủ xe nó coi. Để về nhà nhiều khi nó không có cái, nó không có cái đồ ben để nhìn là cái mâm nó giận nè. Anh em nhìn ngay cái chỗ này nè, đó nó giận thấy không, đó nó giận trong mâm thấy không, đó nó giận thấy không, nó giận cái mâm mà nó giận luôn nè. Anh em này chỉ
nó bị quanh từ trong quanh ra, cho nên là cái này chịu, cái này sửa bao giờ được hết, chỉ có thay cái mâm sau thôi. Xe mình nó bô zin mà cũng mất tay, bên mình bảo dưỡng ha. Nay mình mới nhập bố về để mình lấy bố ra. Như đây mấy chục triệu anh em. Con đóng như đây thôi mấy chục triệu. Bố đợt bố sao của BM cũng không được nhiều. Bố ghê rồi, tiền bố không hơi bị nhiều tiền á. Đóng nhiều đấy, sơ sơ không có trăm triệu tiền bố hơn á. Trăm triệu hơn tiền bố. Thường mấy cái bố này ấy, vốn bỏ ra nhiều chứ lời không nhiêu hết à. Với lại mình báo với anh em nè, anh em nhìn cái đó, nhìn nó khác nhau rõ ràng, chất liệu nó khác nhau rõ ràng à. Thì cái dĩa này nó đã nó đã mòn rảnh rồi nha, thì có thể là xài cái bố này nó cũng sẽ bị rảnh theo, tại vì cái dĩa nó đã bị mòn rảnh rồi, đúng ra phải vớt lại nhưng mà cái dĩa nó cũng hơi mỏng rồi, cho nên mình cũng không biết sao nữa giờ. Có thể là để lại cái bố này, để lại cái bố này á, để cho ảnh xài hết cái đợt bố này là thay cái dĩa sau luôn, chứ còn cái này cũng còn nửa đường nè, mà giờ thay cái bố này vô thì cái kia dĩa nó cũng rảnh rồi, cho nên thôi để cho anh xài lại bố sau đi em ơi. Cái dĩa anh cũng muốn hư rồi, để cho anh xài hết đợt này anh thay cái dĩa mới với cái bố mới luôn cho nó đồng bộ. Dĩa này còn xài được hết cái đợt bố này cũng lên đường rồi. Mỏng lắm rồi. Rồi vậy thôi, giờ mình đang đợi kiểm tra bạc đạn nữa, xong là xong bill rồi đó. Xe này bữa nay xong rồi, xe này cũng xong bill luôn. Kiên ráp dàn áo xe đó luôn đi, xe đó rửa là xong luôn rồi, xong rồi mà. Rồi. Với lại cái này là cái bình nước phụ, bình nước phụ này mình không biết cái này, cái dấu này là dấu bị nóng chảy, nóng chảy không biết tại sao. Để mình coi ra cái thế bắt nó, để mình đoán thế bắt nó dưới lên đây, vậy đây vậy vậy mà nóng chảy chỗ này, nóng chảy chỗ này là nó ui xử lý này cho anh nè. Cái thế bình nước cũ nè, thấy không, nó bắt vô vầy. Tại sao nó bị chảy chỗ này, nó lủng em về, nhìn coi nông của về chính xác, quay của về xuống dưới, thấy không, chứ không thôi thay cho người ta chảy nữa đó, chảy luôn cái chỗ này nè, cái bình mình thay cho ảnh nè là như mới luôn á, thấy không, chứ không phải đồ cũ đồ này kia, tháo trên con xe ra mấy 3.000 cây nên độ như mới, từng cái nút nhựa luôn này người ta mở không để ý nè, cái khổ dê nó nóng quá nó chảy cái nhìn nhựa, chứ nói ủa sao trong này mà nó bị chỗ này lạ, do người ta không để ý, gáp vô mình cũng phải coi lại đúng không, ủa tại sao nó phải bị chảy, không anh không kiểm tra là đi chừng tháng 2 tháng là lủng nữa, là mình phải đền cho người ta đó, cái này có đâu đền, hình hên nhà mình xả xe mới có thôi, chứ mua liền ở đâu ra có, cái này đâu phải dễ đâu hư. Tại sao mình không có dán AB lại ha, tại vì mình cũng nói với anh em luôn, cái đường dây dư ra nó xuống với bình nước phụ, và cái áp
của cái két nước xe đứt á, cái áp nước nó lớn lắm. Đó, áp nước nó rất là lớn cho nên không thể nào mà dán keo lại, nó không an toàn anh em. Không an toàn thì nó cứ nước ra, nó sợ sôi nước, mất áp sôi nước. Cho nên thay là an toàn nhất, dán keo AB nó không an toàn đâu. Ví dụ như xe Nhật thì mình còn chấp giá, mình còn thấy được cái áp nước của xe Nhật nó thấp hơn chút. Để mặt đạn không? Có phải không? Cái gì? Rào à? Hay thôi. Mấy gì cứ ngắt luôn. Rồi, cứ ngắt luôn. Anh em đừng bao giờ để cho nó cứ ngắt như vậy. Khởi ra thấy nó xét rẹt là biết rồi. Để cho nó xét vậy, nó cứng vậy là thua rồi. Cứng mà quay không được luôn. Bây giờ nó đang quay cốt rồi, cho nên nó sẽ xảy ra cái chỗ này nè. Đó là hai cái nó có mỡ bò, nhưng mà cái này là cái cốt nó mòn nè. Nó quay cốt. Còn mặt đạn nó cứng quá, đúng ra nó phải quay mặt đạn chứ không được quay cốt. Cái này nó quay cốt rồi. Nó quay cốt nó sáng luôn cái mặt đạn nè. Rồi ở sau lên đường luôn rồi đó. Thường ở đồng bộ à. Sên dảo quá dảo à. Kiểm tra lại coi số đùm luôn nha. Ra luôn rồi nè. Sên quá dảo rồi. Tí rửa sên tẩy lại hết cái xe nha. Rồi, vậy thôi đó. Xe không phát sinh gì nữa. Vì đây thôi. Chỉ còn cái dàn chân mình chưa dám sơn bill là vậy. Còn cái dàn chân nữa. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm. Còn xe này cũng đang làm ha, cái ghi rông nó bị cong cho nên chưa xong. Xe này lên cặp vỏ S22 bên mình với lại bộ sơn nhông dĩa, anh em thấy đẹp không? Đó. Rất là đẹp ha. Mình làm rất là kỹ cho nên cái xe này nó làm 3 ngày chưa xong. Thì nó rất là nhiều việc để làm. Cái lọc gió của nó mình gõ ra là một đống đất luôn. Đất như đất sình luôn á. Anh em hiểu nó khủng khiếp đến mức độ nào rồi. Đây mình lấy lọc gió cho anh em coi. Hôm bữa mình gõ trước mặt chủ xe, gõ qua clip thì chủ xe thấy nó ra đất hết rồi. Mà nó vẫn còn đây nè. Nè, nó gõ ra hết rồi đó. Đây là ngày sáng mình thấy. Rõ là một đống đất à. Giờ gõ con dao. Đó, 1 2 3. Nó bằng giấy cho nên thua. Hôm bữa là phải gấp 10 lần như vậy. Đây gõ còn ra, anh em thấy kiếp không? À, mình sẽ cố gắng tùy theo cái tình trạng, chứ không phải mình đụng gì cũng thay anh em. Cái nào nó phải theo cái tuổi thọ của cái đồng bộ với cái dĩa thắng với lại bố heo. Cái thắng nó còn như đó tuổi thọ. Mình thay bố thì phí cho người ta. Với lại cái hiệu quả cái dĩa nó bị rảnh rồi. Thì cái rảnh bao nhiêu thì cái bề mặt tiếp xúc của cái bố lúc đầu bố mới nó phải bằng. Nó thì cái bề mặt tiếp xúc nó ăn theo cái dĩa, cho nên nó cũng không đạt được cái kết quả mà nó như ý muốn ha, nó không có được chuẩn lắm ha. Nếu mà muốn chuẩn nhất thì phải mài lại cái dĩa, chà dĩa cho bằng đi, những cái rãnh nó cho bằng. Nhưng mà mài đi á, thì cái dĩa nó quá mỏng lại không an toàn. Bây giờ chỉ có còn nước là để xài hết cái đợt bố này nó đã mòn đều với cái rãnh trên xe. Và anh em nên nhớ những cái bố như vậy nó mà bị cháy là nó ra nó khét luôn à. Nó bị cháy nó ra cái gọi là cái bột than á. Đó. Và thường những cái bộ cái bố mà nó không có phù hợp á, nó sẽ làm hư cái dĩa. Nó lên rảnh hết. Đó. Cho nên là chị thì anh chị anh em để ý mua cái bố thắng cho nó phù hợp với cái dĩa ha. Với lại với cái cường độ chạy. Thường á những cái bố thắng sâu á tùy lại xe,
những cái xe này là xe Đức, xe cao cấp, và những cái xe mà Nhật nhập, Nhật sản xuất thì nó sẽ cao cấp hơn. Thường tùy theo dòng xe thì có thể là bố trước lúc nào cũng là cái bố vàng hết, còn cái bố sau có dòng đen, có dòng vàng, tùy cao cấp ha. Thì mình đã nói với anh em những cái xe mà những cái đồ zin theo xe á, là những cái đồ mà cơ bản nhất để đảm bảo an toàn cái độ tăng tốc và cái độ hãm phanh nó phải phù hợp, cho nên cái bố nó cũng phù hợp. Còn á, giống như còn cái xe Thái này thật sự là bố sơn hết, bố đen hết. Đây mình cho anh em coi nè, đó nào. Đó thì sau cái đợt bố này nè, anh em sẽ đi cái bố cao cấp hơn đó, để mà nó hiệu quả hơn, chứ thật sự cái bố này nó cũng không rẻ đâu anh em. Mình đã hỏi hết rồi, một cái bố Nissin ở trong hãng Kawai Z1000 nó cũng tầm 2 triệu mấy một bộ bố. Và bố đó không phải là cái bố cấp bố vàng Winter đâu, bố đó chỉ cấp bố đen thôi. Đó thì anh em thấy bây giờ mình xài cái loại nào mà cho nó phù hợp giữa cái cấp độ bố và cái hãng bố đó, thì mình nên chọn cái tầm bao nhiêu tiền để anh em tự anh em có lời giải rồi. Còn những cái hãng bố ngoài nó nhái theo và những hãng bố nó không đủ chất lượng thì mình có xài thì nó hư cái dĩa, cái dĩa nó mắc hơn cái bố, anh em phải hiểu như vậy ha. Rồi cái vấn đề quan trọng đây, nó hư là một cái chuyện, về nó hại về cái túi tiền của mình, cái quan trọng hơn là nó không đảm bảo được cái yếu tố là hãm phanh lại đó. Thì cái xe mà có gia tốc càng cao mà cái hãm phanh nó lại không đủ chất lượng thì rất là nguy hiểm đó, mình báo trước với anh em vậy. Có ABS thì không ABS gì cũng lên đường hết đó, mình khẳng định với anh em. Còn một cái xe mình không quan trọng có ABS, tại vì riêng bản thân mình đó thì mình control được cái vấn đề thắng thung ha đó, mình đó thì mình kiểm soát được. Lý do là đông người thì không thể nào mình chạy nhanh đó, còn những trường hợp bất chợt thì mình rất là cẩn thận, cho nên là và mình khai thác thì mình khai thác những cái quãng đường mà nó không có người, ít người để giảm cái rủi ro là, mà thắng gấp lại. Với lại đôi khi trong cua mình vẫn thắng bình thường, đó là tại vì mình trang bị được, mình vệ sinh heo rất sạch, dầu thắng tốt đó. Cái thứ ba nữa là bố thắng, dĩa thắng, mình là đồ xịn không à đó, cho nên mình khai thác được những vấn đề đó. Còn những anh em mà đang nằm ở trong cái tình trạng mà nó không đủ chất lượng, mình em khai thác mà anh em hiểu rồi, cái lúc mà máu lên rồi á thì mặc kệ đó, mặc kệ cái hậu quả. Và nhiều người sẽ không đo được cái hậu quả đó, cho nên người ta chỉ chạy cho nó đã thôi. Thì anh em phải hiểu thêm một chút về cái vấn đề, rất là nhiều vấn đề để mà mình trang bị thêm một chút cái tự tin, là một phần cái an toàn và giảm rủi ro cho bản thân nữa. Và đó cũng là cái phần để anh em khai thác được, khai thác được cái bản thân và chiếc xe của mình, tìm hiểu được nó, làm quen với nó và khai thác được nó. Thì bắt buộc anh em phải biết rất là nhiều thứ, từ nhớt nè, nước nè, vỏ nè, thắng nè, heo nè, dầu thắng nè, rất là nhiều thứ. Rồi tới phục ha, đó, phục trước phục sau đó, chỉnh được không, như thế nào, phục nào là cơ bản. Nhiều ông thần lên bán rất là nhiều thứ mà mắc cười à, giống như cái xe mình bán ví dụ như 230 đi, nó 230 mua một chiếc xe đời mới CB650R giống như xe này sướng hơn. Đúng, nó sướng hơn ở cái độ là nó giảm rủi ro lại cho anh em, nhưng vấn đề về khai thác cái chất lượng nó khác nhau. Xe kia nó là một cái bản cao cấp, xe mới nó đã 600 mấy chục triệu rồi, còn cái xe này xe mới có 200 mấy chục triệu à. Xe này nặng hơn, đồ nó không cao cấp bằng, hợp kim nó không cao cấp bằng. Và cái thứ hai, những cái dàn phuộc, dàn mâm nó không cao cấp bằng luôn. Dàn phuộc này là phuộc cơ bản, không có tăng chỉnh trên dưới. Còn những cái phuộc của xe Nhật anh em biết, dù đời cũ nhưng nó tăng chỉnh được rebound, tăng chỉnh được đường dầu, rồi cái hành trình phuộc đó, là cái, và cái rebound là cái hơi bên trong nữa, của dầu nữa, chỉnh được đầu trên và cả đầu dưới. Sport là giống như CB600, ZX6R, ZX10 đó, tất cả những con xe Nhật đó đều tăng chỉnh được trên dưới đó. Còn ví dụ như những con Nex Z1000 thì nó sẽ thấp hơn chút ha, có thể nó chỉnh được ở trên, nhiều cái đời mới sau này nó mới chỉnh được phần ở dưới đó, có thể vậy đó. Có thể là một chiều thôi à, giống như con Z1000 216 thì chỉ chỉnh được ở trên, ở dưới không đâu có đồ chỉnh đâu. Nhưng mà những chiếc Sport á là chỉnh trên và dưới, dù nó là đời thấp
Với lại đây con hiêu sung nè, yes. Nè cái con 650 nè, hiêu sung 650 nè, chỉnh được trên và dưới luôn đó, nó cùi bắp thiệt đó, đồ Trung Quốc còn chỉnh được trên và dưới. Đây là chỉnh trên nè ha, còn đây là chỉnh dưới nè đó. Anh em thấy đó là để làm gì, để nó nghiêng được cái xe hơn ở trong cua, chỉ vậy thôi, nó êm ái được hơn, nó giảm sốc tốt hơn, theo và để tinh chỉnh theo cái trọng lượng độ bám của người ngồi nữa, rất là nhiều thứ ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều, quay cho chủ xe để chủ xe thấy, rửa ra hết. Ui cái bích tông, cái bích này trà lại quá, nó bị dính cái gì mạ lên, anh trà bằng tay nó ra này. Nào. Không biết cái gì nó kẹt là do mấy cái đó đó. Cái này nó rổ rổ rồi nè, hết rồi. Còn 20 phút nữa nè bác. Cái này nó bị rổ bít bạ rồi. Có bít nó bị rổ rồi nha bác. Cái lại nó còn dính cái gì nó trắng trắng rồi bác ơi. Em lấy móng tay em cạo cạo cho nó ra. Không phải lớp mạ đâu. Lớp nó giống như bị ten vậy. Nó bị ten á bác ơi. Rồi rửa lại cái đường dầu luôn. Nhìn ngay chỗ cái đường sim nè. Thấy không? Nó còn dơ ở trong, nó bị ten rồi, thấy không? Cái này chua. Bị ten hết cái đường sim không? Thôi nó bị xì á. Nó bị kẹt nữa đó, không mở được. Mở được mà nó bị xì ra luôn rồi. Mở không được à? Không được. Đọc vậy ta. Nè, anh thấy bị mất ngóc nè. Trời ơi, ông thần nào mở ra mất con luôn hả? Chắc mở không được. Cố gắng mở đi bách chứ. Còn không chọt từ trên xuống này được nè. Rồi dưới này chọt dưới lên. Ừ. Kỹ. Làm mà không đạt, kỳ lắm. Xét đỡ này. Hết luôn, đâu có quay được đâu, quay cốt luôn nè, nó mòn mặt đạn trong thang giới luôn, ngoài xét cứng mặt đạn luôn. Không có quay được luôn, quay cốt không à. Rồi cảm ơn anh em nha, mình luôn cố gắng hết mình. Ai cũng có sẽ có cái sai thôi. Em thấy cái nào nó chưa phù hợp anh em cứ góp ý cho mình. Mình ở cái cuộc sống của mình thì mình dễ chịu lắm, mình không biết một ai mà giận một ai. Mình nói thiệt, nếu mà góp ý trên một cái tinh thần mình trên một cái tinh thần là đúng, mình thì mình dù mình có sai với một đứa con nít mình cũng xin lỗi nó ha. Để em gì để mình nó trọn vẹn hơn chứ, mình sống dựa trên một cái sự đúng đắn nè, chứ không phải mình lớn hoặc là mình nhiều khi mấy đứa này mình cũng sai, mình cũng phải xin lỗi nó xin lỗi để mình lớn hơn. Và mình phải nhận ra cái sai đó và phải lấp đầy nó lại, phải sửa chữa nó thì mình mới lớn lên được. Chứ còn mình không dám nhận, mình lấp liếm nó, mình bỏ cho qua nó. Mà cái công việc này nha, tại sao mình không mướn thợ cũng là công việc này.
tại sao mà mình không mướn thợ? Mình mướn thợ là mình sẽ doanh thu mình sẽ cao hơn rất nhiều. Mặt bạn mới khỏi thuê máy vô em. Nó một bên hả? Bên nó không có. Nó quay nó tràn đều. Đừng ấy nó tì ra không có. Đó là nằm ở chỗ là những cái người thợ mới người ta sẽ có những cái nguyên tắc mà một cái thói quen mà anh em phải biết rằng á, nếu mà một người thợ mà đã ra mà giỏi rồi á, mà làm đạt rồi á, thì chắc chắn người ta sẽ tự làm riêng cho mình chứ không ai đi làm thuê đó. Và chắc chắn là sẽ không được như ý của mình được đó. Còn cái những cái mình bởi vì mình đầu tư xa là vậy, mình chỉ giống như những cái người đi học việc mà không biết gì cả, có thêm em này mới vô thì mình sẽ quan sát trong vòng tháng 2 tháng cái thái độ cách làm việc như thế nào, cái tâm người ta làm sao. Chứ còn mà làm mà cái nền tảng không vững á, thì nó càng biết làm nhiều thì càng sai nhiều, nó là vậy. Giống như mà đi học võ, tại sao đứng tấn lâu là vậy? Cái người trong nghề người ta đứng cái tấn người ta cứng đó, là người ta rèn luyện cái nền tảng người ta cứng đó, là người ta ra đi quyền rất là đẹp và vững và chắc cái nào hay đó. Còn mà hả làm biến đó, không chịu đứng tấn ra lúc mà đi quyền múa máy múa tào lao, người ngoài thì nhìn không biết mà người trong nghề nhìn cái là biết liền. Thì làm xe cũng giống như vậy ha, phải cái nền tảng phải cứng, cứng từ cái tâm, cái thói quen mình phải thay đổi, giống như đi lính vậy. Mọi thói quen sinh hoạt phải thay đổi làm sao cho nó phù hợp với cái mục đích đi lính. Chứ còn ông nào mà đi lính ngủ từ sáng tới trưa mới vậy thì địch nó vô nó bắn mất tiêu rồi. Thì làm xe mới vậy, cái nền tảng nó phải cứng mới làm ra giờ làm công việc nào chắc công việc đó. Cái từ từ nâng cấp lên theo cái cách làm việc của họ. Càng ngày mỗi người phải tự phải phá vỡ giới hạn của chính bản thân họ, học thêm những cái căn bản cho nó chuẩn, thì càng ngày làm được sẽ càng nhiều việc và việc nào sẽ xong ra việc đó. Còn mà cái tính mà cứ chấp vá và cái tính mà thờ ơ, thấy nó tôi không có làm cái này tôi không tính tiền anh đó, thì cũng không được. Tại cái này mà một cái thờ ơ mà bỏ qua thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tính mạng của người ta, nó khổ như vậy đó. Cho nên là không thể thờ ơ được cái vấn đề này. Và nhiều khi mình làm sai phải báo lên trên để những cái người có kinh nghiệm hơn để phích lại cái lỗi đó. Chứ còn sợ không dám nói là có vấn đề gì người ta chưa biết là ấy nấy lương tâm ha. Cái lương tâm nó quan trọng lắm, nó dày dặn người ta suốt cuộc đời. Cho nên nó phải biết là mình đang làm gì, làm những gì và được cái gì và cái rủi ro như thế nào đó, phải nắm được cái này. Còn mà làm mà chấp vá ngày qua ngày không biết mình đang làm cái gì, làm nó được như gì và không được cái gì, rủi ro như thế nào thì thua. Có biết càng nhiều thì cứ càng làm hỏng việc thôi, và hỏng việc càng lớn, nó là như vậy. Rồi, cảm ơn anh em nhiều hen. Bữa mình quay chỉ anh em là cái HD thôi, chứ còn quay cái 4K up lên mình up 3 ngày nó còn chưa lên được. Nay mình chỉ quay HD cho anh em xem. Cái vụ này mình cũng mới biết luôn. Còn những cái lần trước mình quay cái nó thường á, cho nên chất lượng hình ảnh nó không được đẹp. Và những cái lúc mà ông anh mình qua quay giùm á thì cái máy ổng mắc tiền và chuyên nghiệp, cho nên nó đẹp hơn. Và quay được mình, còn không thì anh em chỉ thấy được những cái công việc mình đang làm thôi chứ không thấy mình. Với lại mình cũng mặt mình xấu quá rồi, cho nên không cần thấy. Chỉ cần là khách hàng biết được anh sang sửa xe chỗ em. Quay lại cái quá trình làm nó như thế nào cho anh biết đó, để anh nắm được cái tình trạng thôi đó. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.